Hello, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với quyền hàng bãi Tháo Máy Bắc Ninh. Đến hẹn lại lên thì hôm nay em lại lên cho các bác một cái video. Em giới thiệu để tiếp thị đến các bác rất nhiều những cái mặt hàng. Thì cũng lại như mọi lần vào đầu video thì em lại chúc các bác có một cái sức khỏe thật là tốt. Chúc các bác và gia đình có một cái cuộc sống thật là hạnh phúc. Và trong khi em giới thiệu qua cái mặt hàng ấy thì các bác tranh thủ bấm bỏ ra 3 giây bấm cho em xin một like và một đăng ký kênh nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì bấm cho em một cái đăng ký kênh, còn bác nào đăng ký rồi thì chia sẻ giúp em nhé, để kênh của em nó ngày càng phát triển, để em có cái điều kiện, có cái động lực để em giới thiệu đến cho các bác các mặt hàng và em đi săn hàng cho các bác nhé. Đó, các bác giới thiệu bây giờ em sẽ lướt qua các bác nhìn trên màn hình nhé. Đó, những cái màn ảnh nhìn trên màn hình đó, những cái mặt hàng em có ngày hôm nay nhé. Đó, lưới inox ở bên em vẫn còn rất là nhiều nhé các bác, hàng này về thường xuyên nhé các bác. Đó, các bác nhìn nó đã lõm 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 đi rất là nhiều rồi nhé, so với cái video trước nữa này các bác. Bình cứu hỏa này, quạt tháp này em xếp ở góc kia rất là nhiều, em bỏ ra đây hai cái để view này. Đó, chân máy này rất là nhiều lô này, và những cái bàn trượt nhé, hôm nay bàn trượt full, bàn trượt đen này. Đó, một hai cái chân màn hình này, đó, hàng còn sót lại em bán nốt này, và hôm nay em về được mấy cái bàn nâng hơi này nhớ các bác. Đó, mấy cái bàn nâng hơi đó, và những cái sợi dây áp lực này, dây này rất là cũ nhưng mà rất là xịn nhớ các bác. Và đặc biệt hôm nay em về được cái bàn ly hợp từ này, một cái bàn ly hợp từ, sau tí nữa em sẽ view cho các bác xem nhớ các bác. Đó, và đây này, hôm nay em về được mấy sợi dây rất là xịn sò nhé các bác. Cái này đợt trước em đã bán rồi, hôm nay em về được thêm mấy sợi này, nó rất là xịn nhé các bác. Đó, đó là những cái mặt hàng hôm nay em có này, nguồn tổ ong này rất là nhiều này. Đó, bây giờ em sẽ đi view cụ thể nhé, để mất thời gian của các bác. Đầu tiên em sẽ lên nhôm này, nhôm trước như các bác. Đó, tấm đầu tiên này, đó, có 3 lỗ duy nhất ở đây. Đó, kích thước 35 x 25 x 0,6 giá 150k. Đó, tình trạng là chỗ này quên em, nó bẩn em chưa vệ sinh nhé các bác. Đó, lau đi cái là nó sạch nhé. Đó, 150k. Để đây các bác chụp hình, có một tấm duy nhất. Đó, tấm này em có một tấm duy nhất, 69,5 x 11 x 1,2 này, giá 250k. Tình trạng là cực kỳ ít lỗ, mép miếc cũng còn rất là đẹp, chưa sứt sẹo gì nhớ các bác. Đó, có một tấm duy nhất, 250k. Đó, cho các bác xem. Đó, hai mặt đẹp như nhau nhớ các bác. Em sẽ giới thiệu thật nhanh nhé, các bác có thể tua đi tua lại mà xem nhé các bác. Tấm tiếp theo này các bác. Đó, kích thước này, giá tiền này. Đó, 71,5 x 48,5 x 0,8 này, giá 790k. Tình trạng này tuyệt đẹp nhé các bác. Hai mặt như nhau rất là đẹp này. Đây cho các bác xem này, hai mặt như nhau này. Đó, chỗ đấy là chỗ bẩn bẩn đấy các bác. Đó, cho các bác xem này, rất là đẹp nhé các bác. Tình trạng hàng rất là đẹp. Nhôm tiếp này các bác này. Cái này em có cái tấm này em làm mẫu em dán rồi, em lười em dán đi dán lại nhé các bác. Em lười dán đi dán lại nên cứ để đây nè. Bao giờ hết thì thôi nhá. Và em còn khoảng độ 1-20 cân nữa là hết nhé. Các bác nào cần thì tranh thủ mua nhé. Cái hàng này nó là hàng công ty người ta cắt nó lỡ cỡ, còn cần này người ta bán nhé. Nên là hàng mới nhé các bác. Đó. Tình trạng hai mặt như này rất là đẹp. Dán một mặt và còn mặt chưa dán. Đó, đây là những cái tấm này vẫn còn nguyên này các bác nhìn này. Đó, đây là cái tấm mẫu này em cứ mang đi mang lại nó bẩn nhé. Đó, cái tấm này là cái tấm mẫu em mang đi mang lại nó bẩn nhé. Nhìn nhìn nó nhom nhem hơn nhé. Thế còn những cái tấm bên trong nó đẹp này các bác. Đó, những cái tấm bên trong nó đẹp này. Không tì vết gì nhé các bác. Đó. Giá là 40k một tấm thôi các bác. Kích thước thì em ghi đây rồi, các bác chụp hình các bác xem nhé. Đó, bóc đi bóc lại nó hết dính rồi. Đây em bóc đầu này vậy.
Đó, rất là đẹp nha các bác. Tiếp theo em lên cho các bác này những cái tấm nhôm này nữa này. Đó, hàng này thì em sẽ quay qua thôi nhé, bởi vì hàng này em có số lượng, video nào em cũng giới thiệu đến các bác. Kích thước đây, độ dày đây. Đó, và tấm nhôm cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác là tấm này, rất là đẹp nha các bác. Nó em sẽ quay cụ thể cho các bác nhòm mà. Đó, rất là đẹp nha các bác. Giá 550k, kích thước em ghi đấy rồi. Và bây giờ đến tiết mục phíp này. Đó, phíp vàng nha các bác. Phíp vàng cái màu cực kỳ đẹp. Đó, 50, kích thước là 50-50. Dày 0,5 ly nha các bác. Đây là dày 0,5 ly nha các bác. Đó, khi các bác để cả chập này, cái màu nó vàng tươi rất là đẹp này. Đó, khi nó mỏng nhấc lên một tấm thì nó như này nha các bác. Đó, nhìn thấy chưa? Đó, dày 0,5 ly. Đó, hàng này cực thích hợp cho các bác đóng sàn Shelbin này. Các bác cuốn máy biến áp đều được nha các bác. 6, em bán 60k một cân thôi, hàng mới chưa qua sử dụng nha các bác. Em cam đoan bác hàng mới chưa qua sử dụng, còn hàng từ nước nào thì em cũng không rõ, tại vì nó không còn bao bì nữa, nhưng mà hàng cực kỳ chất lượng nhé. Đó, có cậu em ở Thái Bình này, Toàn có xem được thì alo comment cho anh nhá. Đó, Toàn lấy gần tạ rồi. Đó, em Toàn ở Thái Bình, Vũ Thư Thái Bình lấy gần tạ nhá. Đó, em đóng pin rất là kinh nha, em đóng cả pin xe đạp điện, xe máy điện này, rồi thì pin pin khối cho các bác dùng máy khoan pin đó. Đó, em mới chơi hết. Vũ Thư Thái Bình nhá, em quảng cáo cho em Toàn một chút nhá, đối tác của em đó. Loại thứ hai em giới thiệu đến cho các bác, đây em có một cần này nữa, đây là cái lô phíp cuối cùng này, các bác nào chốt hết là cũng coi như là xong nhá, thì em cũng không biết bao giờ nó mới có nhá, hàng bãi. Tấm này 50k này, kích thước em ghi đây nhá. Tình trạng là có hai lỗ này nè, có hai cái lỗ hơi to nhá và một ít lỗ bé, mặt sau thì nó thế này nhá. Nó bị khoét những cái rãnh như này là do ở trong công ty người ta khoét, người ta làm những cái tác vụ gì đó các bác. Đó, 150k, 50k cho một tấm này. Em còn 4 tấm thôi. Và trong cái lô 4 tấm đó thì nó có một cái tấm này. Đó, rất là phẳng nhưng mà nó lại bị mặt mặt sau nó bị này nha các bác. Nó bị khoét nhưng mà chưa thủng nha các bác. Đó, có một tấm và nó hơi vênh vênh đó. Bác nào mua chốt cả 4 tấm này thì alo em, có thể em giảm cho một chút bởi vì có một cái tấm nó hơi vênh vênh nha các bác. Đó, và cái loại này thì màu nó sẽ không đồng nhất nha các bác. Có những cái tấm nó rất là đẹp, ví dụ như cái tấm này màu rất là đẹp này đó, và cái tấm này màu nó bị hơi loang loang rồi đó. Và em sẽ giao ngẫu nhiên nhé các bác, 70k một tấm này, tình trạng là như này nhé các bác, mặt sau của nó như này đã bị quét hai hai phát ở đây, quét xuống khoảng độ 2 đến 3 ly đó, giá 70k. Tiếp theo này em giới thiệu đến cho các bác này, em còn hai loại này nữa nhé các bác, nhưng video này hôm kia các bác chốt cũng gần hết rồi, còn ít nữa thôi là hết nha các bác. Đó, cái loại này này hàng cực đẹp nhá, phíp gỗ nhá các bác. Đợi các bác đợi em chút để em lấy cho các bác cái tấm vỡ vỡ này. Đây, nó là phíp gỗ nhé các bác. Đó, nó phíp gỗ này. Đó, đây nó vỡ ra là như này nha các bác, nguyên bản nó như này này. Nó thì em mới biết nó là phíp gỗ nhé, hàng cực đỉnh. Và cũng tiện đây em giới thiệu luôn này, em có một ít tấm vỡ như này nhé, giá em bán bằng rẻ nửa tiền thôi, em bán 20.000 một tấm. À, cái tấm này
Cái này thì nó có một hai tấm thôi, nhưng mà cái loại này này, cái loại này thì em có nhiều này, em bán 10.000 một tấm thôi nhá. Nó bị vỡ vỡ một tí này, có tấm thì nó sứt ít hơn, nó sứt một tẹo thôi. Bác nào cần thì alo em sẽ quay cụ thể từng tấm một cho các bác xem nhé. Một cái video nó khoảng độ nửa phút hay 1 phút thôi là nó hết, tại vì nó có chục tấm thôi mà. Đó, tình trạng đẹp như này nhá, nhưng mà nó bị sứt. Đó, quá trình vận chuyển em vừa vận chuyển em bị sứt, em sẽ bán 10.000 một tấm cho các bác, bao gồm trong đó có cả tấm này nhá các bác. Chưa. Đó, tình trạng cái tấm này em sẽ tiếp tục giới thiệu cái tấm này nhá. Đó, tình trạng là nó như này này. Đó, mặt sau của nó là nó có cái vết chấm chấm này, là nguyên bản là do cái tấm này nó úp lên nhá. Do người ta làm tác vụ lâu ngày ấy, nó bẩn, nó cáu, nó bặn, nó bám xuống nha các bác, chứ không phải là nó gì đâu. Đó. Lau thì nó cũng sạch hơn nha các bác, nhưng mà nó không sạch được hẳn. 40k một tấm. Đó, loại này 20k một tấm. Các bác xem kích thước này. Cái này thì cực kỳ thích hợp cho các bác làm cái tấm lót của tủ điện nhé. Loại này là hàng cực đỉnh nhé. Không, bác không kiếm đâu ra được cái loại đẹp như này để làm tủ điện này. Nó vừa thích hợp cho các bác chốt bốn con bu lông bốn góc này, và nó thích hợp cho các bác luồn dây điện này, không phải khoan khiếc gì này, lỗ cực đẹp nha các bác, cách điện và tản nhiệt luôn. Đó, lỗ nó thoáng tản nhiệt luôn nha các bác. Cũng không may là em còn rất là ít nha các bác. Bác nào chốt nhanh nhá. Còn ít thôi các bác ạ, tranh thủ mua sau nó hết. Bởi vì cái hàng này em đi bãi em săn cả năm nay rồi, hôm nay em đợt này em mới gặp được một lô nha các bác. Đó, đó là xong phần phíp nhá. Bây giờ đến từ phần combo lắt léo này, em giới thiệu nhanh này. Hàng THK, cái này em giới thiệu kỹ rồi nhá, lâu rồi nhá các bác. Em vẫn bán này, 100k 10 cái nha các bác. Đó, 100k 10 cái này. Đó. Cái này là ke góc nhôm nhá, hàng xịn nha các bác. Giá là 120k một cân. Và bây giờ là đến tiết mục nhựa này. Cái nhựa này thì em phải giới thiệu cho các bác này. Mặc dù video nào em cũng giới thiệu, nhưng mà em vẫn phải giới thiệu, bởi vì nó liên quan đến kích cỡ một chút để cho các bác dùng nhé. Em chỉnh cái cam một chút nhé cho các bác xem. Nó chỉnh thấp xuống một chút. Đầu tiên em mới giới thiệu đến cho các bác cái loại nhựa này này. Kích cỡ thì em ghi nó tương đối thôi nhé các bác. Giá 10.000 một cái tay em cầm này, 10.000 một cái sâu này. Đó, một cái bó, em gọi là bó. Các bác mua hàng các bác gọi nhựa bó cho em nhé, 10.000 một bó. Nó đây tình trạng là nó như này nha các bác. Mỗi mỗi một bó này có 10 cái như này nha các bác. Đó, 10 cái như này. Nó sẽ có ba lỗ ở đây. Kích thước thì em ghi đây. Dài 9 phân, dày 1,5 ly. Anh mượn cái thước. Em sắp ốm rồi các bạn. Dài chưa được 9 phân đâu nhớ các bạn, 8 phân rưỡi rồi. Và độ dày của nó, của một cái tấm này nhé, một cái tấm này nó dày trên 3 phân, thì mỗi cái này nó dày trên 3 ly nhé các bạn. Đó, nó khoảng độ 3 ly trên 3 ly đó. Đó, và cái chiều dày này của nó, bề ngang này của nó rơi vào khoảng độ 1 phần 3, 1 phần 4 đó các bác. Đó, phần 4 nhé các bác. Phần 4, phần rưỡi. 10.000. Đó. 10.000 một cái nha các bác. Loại này này. 10.000, à 8.000 này các bác. Kích thước em ghi đây nhỉ. Đường kính 4 phân, cao 3 phân này. Em đọc nhanh nha các bác. Nhựa này em sẽ giới thiệu nhanh. Các bác cần thì xem lại nhé. Cái này hết rồi không em? Cái này hết rồi nha, em không giới thiệu nữa nhé. Còn mỗi 2 cục, khi nào về thì em bán này. Loại này này. Đó. 7k một cục này. Đó, các bác chụp hình nhé. 7k một cục. Em sẽ giới thiệu theo kiểu là một cái cục ghi giá thì em cầm, còn cái cục kia thì là em sẽ quay nhé các bác. Cái này với cái này là một à?
hay khác. Đây này các bác này, 8K này, nó sẽ có hai màu trong và đục như này nhé. Đó, 8K. Đây, loại này này 7K. Đó, 7K một viên nhé các bác. Loại này 5K này, cái này em có rất ít nhé, có một ít thôi, nhưng mà các bác mua thì em sẽ phải giao đằng này nhé. Nó kích thước nó tương tự, em sẽ giao đằng này. Đó, 10K 3 viên. Em xin nhắc lại là em sẽ giao đằng này nhé. Đó. Loại này 6K. Loại này nữa này, 6 x 3 này, cao 6 phân nha các bác, cao 6 phân, đường kính 3 phân, đó, rất là dài nha các bác. Cái này các bác có về về có thể chế được làm con lăn được nha các bác, rất là cứng nha, rất là êm nha các bác. Đó, 10K, dài 6 phân này, rộng đường kính 3 phân này. Cái này em có ít thôi nha các bác. Và tiếp theo này, nhựa như em rất nhiều nha các bác, rất nhiều chủng loại. Đó, mỗi loại có một ít, rất nhiều chủng loại. Cái này em còn ít thôi này. Đó, bác nào cần thì chốt nhanh này. Loại này này. Đó. Mười ca, 6 x 3, 5 x 3. Và loại này 5K. Các bác cố gắng chụp hình nhá, tại vì nó có hôm nay em về nhiều loại quá, nó sẽ cùng giá nhá. Nếu mà các bác nhắn tin thì các bác cố gắng ghi kích thước nhá. Nếu còn chụp hình thì nó đơn giản hơn. Và cái loại này nhá, loại này cũng 5K này, nhưng mà em sẽ giao màu đục nha các bác. Cái mẫu màu trong này là em hết rồi này. À, vẫn còn một ít à. Còn ít thôi. Cái mẫu màu trong này thì nó còn một ít thôi, và em sẽ giao cái đằng màu đục này nhá các bác. Đó, bác nào lấy trước thì còn một ít màu màu trong trong này. Đó, một ít màu trong thì nó thôi, còn chủ yếu là màu đục nhá các bác. Tiếp theo này, ốc lục giác loại mới bên em vẫn còn nha các bác. Ốc lục giác loại mới này, hàng này là hàng M6 này. M6 dài 3 cm này. Hàng mới trong hộp như này nha các bác. Đó. Và cái loại M8 1,2 cm này, giá 120K một cân nha các bác. 120K một cân, hàng ốc inox mới cứng nhá, chưa qua sử dụng. Đó. Mới cứng chưa qua sử dụng này. Đó. Tiếp theo này các bác. Em để cái cam xa xa tí để em cầm đồ em view cho các bác nhé. Khóa inox này bên em vẫn còn nha các bác. Đó, khóa inox vẫn còn này, giá 150K một cái, chất liệu inox 316 nha các bác. Còn vài cái nữa là hết thôi nha các bác. Đây còn ít nữa thôi này. Ít nữa đây này, trước em về một đổ đầy nha các bác. Và cái loại tay nắm inox này này. Đó. Tay nắm inox, hàng inox xịn 304 nhé các bác. Đó. Kích cỡ của nó này. Kích cỡ của nó là dài 13 cm này các bác. 13,5 nhé. 13,5 cm. Và bề cao của nó này 4 cm này. 4 cm. Và con này là phi 10 nhé các bác. Lỗ này là ốc M6 nhé. Đấy là em giới thiệu cho các bác biết thế nhé. Lỗ ốc M6, cái này phi 10 này. Em bán 25K một cái này. Đó. Cái loại này thì 20K này. Em còn mấy cái thôi nhé các bác.
cái loại nó có cái sắt ngang ngang này thì em bán 20k này, còn 2 4 6 cái nữa là hết này. Đó, 20k một cái này. Đó, chỗ này là 120 nha các bác. Đó. Là em hết này. Tay lắt léo này, vẫn 150k một cái này. Đó, để đây các bác chụp hình này. Rất nhiều đồ nha các bác. Đó. 20k một cái chốt nhanh này. Đó. Em còn cái rổ này nữa là hết này, một túi này sẽ có hai cái nha các bác. Đây cái túi này thì có một cái, thỉnh thoảng nó có cái túi một cái, đa phần là một túi là có hai cái nguyên như thế này nhé. Nó đến từ cái thương hiệu Dalisi này. Đó. Hàng thì các bác nhìn nó xấu xấu ấy thôi nhưng mà bóc ra bên trong nó vẫn mới nguyên nha các bác. Đó. Đây, con này nó ở bên ngoài từ rất lâu rồi nhưng nó vẫn sáng choang như thế này nha các bác. Đó. Kẹp nhanh nha các bác, cái này nó gọi là kẹp nhanh. Thực ra cái này thì em chỉ chê cái kích thước nó hơi nhỏ, cái này nó to tí nữa thì chắc là các bác mua ghê lắm. Dài 8 cm này. Đó. 20k một cái. Đó, tiếp theo này, cái trong cái rổ này thì nó có 3 món này. Đầu tiên em giới thiệu đến cho các bác cái con bi tì này, em có 3 con nhá. Đó, giá 50k một con này. Đó. Giá 50k một con. Có 3 con. Và một con cốt này và hai con cốt gen này nhé, hai con cốt gen ngoài và một con cốt gen trong, kích thước y xì nhau. Đó, bây giờ em kẹp cho các bác xem này, trước khi em kẹp cho các bác chụp hình này. Đó, cái giày của nó này 12 nhá các bác, đường kính này, đường kính là 16 nhá các bác, đường kính là ô chết rồi, nó đang ở hệ in nhá các bác. Để em chỉnh lại thước. Đây. Đường kính của nó là 40 này, 4 cm đó các bác. Em kẹp lại này. Bề dày của nó là 3 cm này. Còn trục này là trục phi phi 12 này, gen này, gen 12 nhá các bác. M12 đó, 50k một cái. Còn tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác này, hôm nay em về được một ít cái con này nhá. Đây cho các bác chụp hình trước này, giá 150k. Đó. 150k cho cái này nha các bác. Đó. Rất là đẹp này. Nó có hai cái cục này thì em không biết nó là cục sắt hay là cục nhôm. Đó. Rất là đẹp nha các bác. Cái này các bác kể bác chế về làm ti chống tâm cho máy hàn, máy tiện ngon nha các bác. Các bác xoáy cái con ốc lục giác này ra này. Đấy, cái con chốt này ra, rút cái này ra để chế này. Đó, rất là hay nha các bác. Đó, poly này. Bây giờ em đo kích thước cho các bác này. Bây giờ em đo kích thước cho các bác nha. Tổng chiều cao của nó này. Nó cao là khoảng độ hơn 8 cm một chút nhá. Đấy, các bác nhìn thấy thì nó sẽ là hơn 8 một chút này. Và bề ngang của nó, của cái này này, là 4,5 này. Tổng chiều dài của cái này là 10,3 này. Đó, và chiều này này, chiều này là 4 này. Đó. Chiều này là 4 cm nhé các bác. Và cái này là phi của nó là, đường kính của cái con lăn này là 4 cm này. Con này em bán giá 150k nhé các bác. Đó, con này là 150k cho con này. Đó, rất là xịn nha các bác, bằng thép này. Và cái loại bằng nhựa này nha các bác, loại bằng nhựa này thì em có nhiều hơn này. Kích thước nó y xì nha các bác. Nó có hai cái con lăn này bằng nhựa này. Đó, các bác nào mà không lấy đằng nào về cũng bỏ thì lấy con này nha các bác. Con này em bán 120k con này. Đó, quên em không dán giá con này nha các bác, 120k con này. Con này là 150k. Đó. Tiếp theo gối bi này, gối bi bên em vẫn rất là nhiều nha các bác. Đó, lai nào em đã bán được vài chục cái. Đó, lỗ cốt 20 nhá các bác. Lỗ cốt 20 này. Đó, lỗ cốt 20 nhá các bác. Bi thì nó đến từ, có cái thì nó đến từ thương hiệu Nhật, có cái đến từ thương hiệu Hàn Quốc nhá. Chẳng hạn như con này là bi Nhật này, Japan này. Đó, em chọn con khác xem nó đến từ đâu nhá. Ví dụ con màu này đi.
nó đến từ thương hiệu TIB này. Đó. TIB này thì không biết là của Nhật hay là của gì. Đó. Em sẽ nhặt ngẫu nhiên xem nó là loại gì nhá các bác. Con này thì đến từ Asahi Nhật Bản này, đó, kiểu kiểu thế nhá các bác. Đó. Em sẽ giao ngẫu nhiên màu này, giá 35k một cái nhá các bác. Đó. Mở quay sang bên này. Này nhá. Bây giờ quay sang bên này nhá các bác, em giới thiệu đến cho các bác cái túi đựng cá này. Em cứ gọi là cái túi đựng cá, đâm ra các bác cũng gọi theo mà chắc là nó cũng là cái túi đựng cá thật đấy nhá các bác. Nó bây giờ cái này thì em không, hôm nay do điều kiện là không gian nó không cho phép em không dỡ ra nhá. Đó, cái con em mọi hôm vẫn quay này, nó dài khoảng độ 3 mét nha các bác. Nó dài khoảng độ 3 mét. Đó. Hình dạng của nó là đây. Cái khoang đầu tiên nó sẽ may bằng cái vải dù này nhá các bác. Khoang đầu tiên nó may vải dù, khoang thứ hai thì nó có cái họng rút đây. Cái này để rút này các bác, rút thắt lại này. Đó, rút đây là thắt lại nhá, thắt lại như này nhá các bác, cá khỏi ra này. Đó, em nghĩ thế. Em thì chả có thời gian đi câu nên em không nắm được, nhưng em đoán thế nhá các bác. Đó. Thời gian suốt ngày đi săn bãi mới quay video cho các bác thôi, không có thời gian đi câu đâu. Đó, cái vành này thì bằng nhôm rồi. Đó, cái vành này thì bằng nhôm, thế còn cái vành này thì bằng inox. Đó. Cái này thì nó lại có cái que nhá, em nghĩ cái này cái que để cắm á. Đó, lại có con ốc hãm ở đây rất là hay này. Đó, con ốc hãm ở đây khi mà các bác xoáy chặt một chút nhá. Đó, xoáy chặt một chút là các bác cầm được như này nhá. Đó. Hoặc là các bác có thể nới ra xoáy xuống như này này, xoáy xuống dưới này này. Đó. Là nó cũng chặt luôn nhá, các bác cắm xuống bờ như này nó rất là hay nhá các bác. Đó, cắm bờ chặt này. Đó, mà khi các bác không dùng đến này, tháo ra gập lên thế này nhé. Đó. Đó, nó rất là gọn, rất là hay. Xoáy như này vào cái nó im đét này, nó rất là hay nha các bác. Đó. Cái này em bán 80k này. 80k em sẽ giao cho các bác hàng nguyên trong bịch ni lông như này nhé. Nó có một cái là cái hàng này thì em không không thấy nó ghi thương hiệu xuất xứ. À quên này. Em giới thiệu là cái khoang cuối cùng của cái vòng cuối cùng của nó là nó như này nha các bác. Đó. Nó được may chắc chắn như này để nó chịu tải đó, may thêm hai cái sợi vải kiểu như vải bạt ấy. À vải vải gì nhỉ, vải này gọi là vải gì nhỉ, loại vải gì rất là chịu chịu lực ấy các bác, kiểu như người ta may may túi học sinh ấy, may may các thứ đấy các bác. Vải dù à, đúng rồi, vải dù để may bạt đó các bác. Đó đây này, mày bạt ô tô đấy, cái loại loại bạt loại đấy nhá các bác. Có cái móc này để các bác treo hoặc là làm gì đó. Đó. Mà có cái móc nhựa này, đó. 80k cho một cái nhá các bác. Và bác nào có nhu cầu bỏ xỉ thì alo em nhá. Alo em số điện thoại. Em sẽ trao đổi với các bác kỹ hơn về cái vấn đề bỏ xỉ nhá. Tại vì cái hàng này em có số lượng mà. Đó nha các bác. 80k một cái bán lẻ. Còn bác nào có nhu cầu mua xỉ alo em nhé. Loại tiếp theo mới giới thiệu đến cho các bác này, nguồn tổ ong này em về rất là nhiều nhé, hôm nay em sẽ view nhanh thôi. Đó, con đầu tiên này giá rất là êm nhé các bác, hôm nay em bán giá rất là rẻ. Con đầu tiên 3,1A nó đến từ cái thương hiệu Onion của Hàn Quốc này, đó, Made in Korea này các bác, đó, Made in Korea. Con này là 24V 3,1A. Giá là 140k thôi. Nó hình thức rất là đẹp nha các bác, màu đen rất là đẹp. 140k cho con này. Con thứ hai mình giới thiệu đến cho các bác này, 130k 3,2A. Con này A cao hơn một chút nhưng giá thì lại rẻ hơn một chút, lý do là nó đến từ cái thương hiệu không nổi tiếng bằng, đó là đến từ thương hiệu Miwell thì nó nổi tiếng nhá. Nhưng mà nó các bác bị mặc cảm về chê cái nó là Made in China đó. Nó đâm ra bọn em bắt buộc phải bán rẻ, nhưng mà hàng công nghiệp của Trung Quốc thì dùng vẫn tốt nha các bác. Đó. Hàng công nghiệp của Trung Quốc dùng tốt mà các bác. Không phải em bán mà em khen đâu, nhưng mà đúng hàng công nghiệp của Trung Quốc rất là tốt. Sợ nhất là các hàng mà anh em Việt Nam mình sang đặt về thì nó mới kinh. Con này này, 24V 4,23 giá 300k, à 200k nhé. Con này nó đến từ cái thương hiệu Phisonic này.
của Hàn Quốc đó các bác. Chữ dập chìm trên thân nhôm này luôn này. Đó, đây này các bác. Ừ. Hình thức để các bác đấu này. Còn đây là thông số của nó này. Đó, các bác chụp hình để xem nhé. Tại vì em đọc nó lâu lắm. Tại vì cái số lượng hàng nó tương đối nhiều nhé các bác. Các bác thông cảm cho em. Con này giá 450k này. Cũng từ đến từ thương hiệu Panasonic này. Made in Korea này. Con này thì nó công suất của nó là 13A nha các bác. 24V 13A. 450k con này. Đó. 13A. Con này 24V 6,5A 300k. Đó, nó đến từ cái thương hiệu TDK Lambada này các bác. Nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc nhá. 6,5A 24V, điện áp từ 100 cho đến 240V nha các bác, đều dùng được hết nha các bác. Đó. Cho các bác xem lại giá này. 300k. Còn tiếp theo mình giới thiệu đến cho các bác này. 8,3A 350k. Con này thì sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà thương hiệu của nó thì là TDK Lambada nhé, một cái thương hiệu sản xuất cũng nổi tiếng của Nhật đó các bác. Nhưng mà Made in China đó. 350k cho con này nhé các bác. Đó, hình thức nó làm tản nhiệt tản nhiếc này, rất là ghê nhé các bác. Và cái con nguồn cuối cùng em muốn giới thiệu đến cho các bác là cái con nguồn rất là khủng này. Đó. 41,7A. À, 24V 41,7A. Đó, Made in Taiwan nha các bác. Nó thương hiệu Mio, sản xuất tại Đài Loan nhá. Sản xuất tại Đài Loan thì dùng cực ngon nha các bác. Con này thì cực gấu mà hình thức thì cực đẹp. Đó. Con này em bán ra 800k nha các bác. Hàng đẹp lắm. Bây giờ em đo kích thước cho các bác nhé. Con này em phải đo tại vì nó hơi to. Chiều dài thân này là 28,1 này. Chiều rộng này. Chiều rộng là 12,5 này. Chiều cao này. Chiều cao của nó 6,2 6,3 này. Và cái không gian về chiều sâu nó cần phải làm việc để nó dùng được nhá. Em sẽ đo thừa ra cái đầu này này. Đó. Và đầu này nó khoảng độ 35 nhá các bác. 35 nó mới dùng được nhá các bác. Nó khoảng độ 35 mới dùng được. 800k cho con này nha các bác. Để đây có chụp hình. Con này quên em không ghi giá. Hôm nay em về được một cái những cái đồ này này. Cái này còn sót lại từ hôm nọ này. Hôm nọ về được 9 cái thì bán hết 8. Còn một cái này nha các bác. 150k cho cái này. Nó là cái tay khóa cửa, cái tay chốt cửa của cái cửa cách nhiệt của phòng đông lạnh đó các bác, hoặc là container lạnh đông lạnh đó các bác. Đó. Đó. 150k nhá, nó đến từ cái thương hiệu Byung của Hàn Quốc rồi. Đó, bác nhìn thấy chưa, nó được mạ chrome rất là đẹp nhá. Nhưng mà hàng thì quăng quật ở bãi nó hơi xước xước một chút nhá. Các bác về đánh bóng lại lấy cana nhá, cana đánh bóng lại nó rất là đẹp nhá các bác. Đó. 150k. Và hôm nay em về được đây, hàng độc đây các bác, có một con duy nhất giá 300k, hàng full nhôm nhá. Đấy, em thấy ghi chữ AH200, bên này là Brahma, đó, Brahma, đấy là chắc tên thương hiệu của nó đó, 200 thì đồng nghĩa với việc đường kính là 20cm nhé các bác, đó, chuẩn luôn. Và em sẽ đo lỗ cốt cho các bác này, lỗ cốt là cốt 14 này, cốt 14 nhé các bác. Đó. Em tháo tay em tháo này, giữ nguyên được những con ốc hãm cho các bác này. Và hai con ốc hãm em vẫn giữ được nha các bác. Con ốc này nó chả đáng gì nhưng mà lắm lúc cần đến kiếm hơi khó nha các bác. Hàng này là hàng đúc nhá, đúc theo khuôn mẫu xong người ta CNC cái chỗ này này các bác, người ta phay đi này. Nó đúc kiểu gì ấy, nó nhám nhám mà màu bạc bạc rất là đẹp nha các bác. Đó. Nhìn trông sướng mắt nhá. Hàng này thì đáng để sưu tầm này. Đó. 300k một con này. Và hôm nay em về được mấy con này nhé các bác. Đó. Con này 400k này, đầy đủ phụ kiện này các bác. Đó.
Đây là cái chỗ mặt mặt này là em chưa bóc ni lông nhé, nó có một cái lượt ni lông bên ngoài cái tem này em chưa bóc nhé, hàng thì mới nhé. Đó, đây là những cái vết bẩn nhé, các bác về lấy dầu tây hoặc là lấy MB7 lau đi cái thì nó lên cái màu tím lịm của nó nhé, rất là xịn. Đó, 400k cho con này. Để đây các bác chụp hình lần nữa này, 400k cho con đầy đủ phụ kiện này. Đó, hàng cực đẹp nhé bác. Đây hai con này, nó đến từ hai cái màu khác nhau và không biết là thương hiệu có khác nhau không. Đó, con này thì của Đài Loan này, nó đến từ cái thương hiệu V Fulex này hay gì đó. Đây này các bác xem này, Made in Taiwan. Con này thì Made in China. Đó, đến từ hai thương hiệu khác nhau và em bán đồng giá 350k một con này. Nó con này thì đến từ Đài Loan này các bác, con màu màu nâu nâu này thì đến từ Đài Loan. Đó, thế còn con này thì đến từ Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc. Thế còn nó từ thương hiệu nào thì đây các bác tự trà này, tại vì cái chữ nó mờ quá em đọc không được, chữ nó bé bé. Bu bu Biu, Biutech hay là Buvitech gì đấy, họ viết cách điệu nên hơi khó nhìn nha các bác. Tình bao các bác là hoạt động chức năng hoàn hảo nhá. Đó, tiếp theo là ốc này các bác, hàng con lùa này. Đó, tình trạng là nó như này nha các bác. Đó, lộn xộn các kiểu con lùa, em bán 100k một cân này. Đó, nó 100k một cân. Và ốc lục giác này thì sẽ có hai kích cỡ này. Đó, đằng này bên này sỏi sỏi hơn này, bên này nhỏ nhỏ hơn một chút nhé các bác. Và hôm nay em giảm giá trong vòng 3 ngày. Đó, hôm nay đợt này em thấy nó hơi chậm chậm, em giảm giá trong vòng 3 ngày giá 80k một cân hai loại này. Đó, em giảm giá trong vòng 3 ngày bắt đầu tính từ ngày mai nhé. Tối nay bác nào chốt em không không tính nhá, vẫn tính bình thường nhá. Bắt đầu từ ngày mai trong vòng 3 ngày. Hôm nay là bao nhiêu? Mùng 10. Hôm nay là mùng 10 này, em sẽ giảm giá trong vòng 3 ngày bao gồm 11, 12 và 13 nhé các bác. Đó, các bác mua hàng nhớ nhắc em nhé, 80k một cân. Và cái trụ này là 80k một cái này, em vẫn còn này. Hôm nay em sẽ không view giới thiệu thôi. Đây, đây là những cái tay lục giác này, hàng 6-8-10 nhé các bác, hàng bãi giá 120k một cân. Bởi vì do thời lượng nó có hạn, đâm ra em chỉ giới thiệu qua thôi. Bác nào cần thì em sẽ view tiếp này. Và đây, hàng hôm nay em về được đây các bác này. Đó, 750k một cặp nhé các bác. Để đây cho các bác chụp hình trước này. Đó, sau đó em view này, 750k một cặp. Và em lấy một sợi em view nhé, phải cầm hai cái nó hơi vất đó. Nó đầu tiên em giới thiệu cho các bác, nó sẽ hai đầu, nó sẽ có một cái đầu nối nhanh này. Nó có van một chiều này, nó xịn ở cái đầu nối nhanh có van một chiều này nhé các bác. Cái đầu này á, giá thị trường nó khoảng độ 300.000 một bộ nhé các bác, rất là đắt. Một đầu thì nó có cái khóa inox này, cái khóa này em vẫn đang bán 150 đó các bác, khóa inox 316 đó, chính là cái khóa này luôn nhé các bác. Đó, nó chảy nước ra. Và cái sợi dây này nó dài hơn 2 mét nhé các bác. Đây, cho các bác xem dây này, dây rất là mới nhé. Đó, hàng rất là đẹp, Nitamod Limited này, N3130-8 này, 14 MBA này. Đó, một cái áp rất là kinh nha các bác, 14 MBA KFI1 này. Đó, và em bán theo cặp nha các bác. Đây, một cặp nó sẽ nối vào như này nó mới hoàn hảo này. Tại vì mua một sợi thì các bác sẽ không sử dụng được cái đầu nối nhanh này nha các bác. Đó, nó sẽ nối vào nhau như này. Ưu điểm của cái đầu nối nhanh này thì là nó, trước khi em giới thiệu với bác, đây là cái đầu nối nhanh này, nó đến từ Nhật Bản nha các bác. Đây cho các bác xem này, các bác nhìn thấy chữ Made in Japan ở đây chưa, chỗ tay em chỉ này. Nó, em cố gắng em lấy nét cho các bác xem nhé.
nó hơi bị bóng bóng đó, các bác nhìn nó hơi khó, nhưng em đảm bảo với các bác nó là Made in Japan đó, các bác nhìn thấy chưa? Đó, Made in Japan rồi. Đây để em cầm, em lấy nét lại cái chữ Made in Japan đó, đó đó. Đó, Made in Japan nhá. Cái đầu nối này nó đến từ Nhật Bản. Sản xuất tại Nhật Bản luôn nha các bác. Cặp này em bán cả cặp như này, giá là 750k một cặp, bao gồm hai sợi nhá. Hai khóa và hai đầu và một bộ đầu nối nhanh. Và cái đầu này, đầu cái này nó cũng là đầu cũng có van một chiều nha các bác. Đó, nó cũng có van một chiều, nó xịn xịn ở cái đấy nha các bác. Nó xịn ở cái là nó có van một chiều đó. 750k cho một cặp này nha các bác. Đó, em về được 3 cặp. Em về được 3 cặp nha các bác. Em bỏ ra đây. Bê cho anh cái máy cấp nguồn ra đây. Tiếp theo này em về được cái sợi, hôm nay em về được cái sợi dây này nha các bác. Sợi dây này dài 3 mét này. Đó, 3 mét một sợi, em cho các bác xem nhá. Đó, nó dài tít một tấc và em đo rồi, 3 mét. Em đo rồi và em ghi ở đây rồi. Đó, em bán là 180k một sợi này. Trước khi em view em cho các bác xem giá trước, sau đó em view cho các bác này. Đó, hai đầu này, hai đầu nó đều như này nhá. Dây thì nó rất là cũ rồi nha các bác, nhưng mà những cái đầu kẹp cốt này rất là xịn này. Đó, ốc của nó rất là to. Để em kẹp cho các bác con ốc này nha các bác. Ốc này của nó là ốc ốc M10 này, ốc 10 nha các bác, ốc rất to. Đó. Và đây em cho các bác xem cái sợi dây này. Đây là cái mũi tên chỉ đi này. Đó. Đó, đây là nó ghi là PP là 110 BPA nhá. Tức là 1130 đó. Một cái áp suất nó chịu được cái áp suất rất là kinh nha các bác. Và đây này. Em sẽ view từ chỗ này trước này. Đó, nó đến từ cái thương hiệu gì đây này, Flex gì này. Ziahao Flex à? N8352SN đó, chấm 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 gạch ngang inch 1,2 1/2 inch này. 1/2 inch này. 27.5 MBA tức là 275 MBA này. Thế em chả hiểu người ta ghi như này, đây chắc là nó chịu được áp dầu, còn cái đây là áp hơi hay là áp nước gì đó. Water cái gì đó, đây này, em nghĩ cái này chữ của chữ viết tắt của water gì đó. Thế còn cái này PP là chắc là của dầu nhớt đó. Cái này nó chắc là em nghĩ thế thôi nhá. Thế còn cái chất liệu dây thì nó làm bằng cái loại nó bằng là cái gì, nó rất là kinh nha các bác, xịn lắm các bác, không bóp nổi đâu. Nó em có được hai sợi thôi, em săn được hai sợi và giá là 180k một sợi. Bác nào lấy cả cặp này, bác nào lấy cả cặp em tính 350k cho nó gọn đó, lời được 10.000. Các bác lời được 10.000 nhá, thông cảm cho em nhá, tại vì nó chắn chắn tiền thế nó hay hơn đó. Tiếp theo lên cho các bác cái quạt sò này. À cái quạt tháp nhá. Xin lỗi các bác, nó là cái quạt tháp. Em quen gọi là quạt sò. Em bây giờ em đo kích thước trước này. Đó, kích thước của cái lồng quạt này nó là 46 này. Dài tổng thể nó là 54 này. 54 nhá các bác. Bề ngang của nó này. Bề ngang của nó là 9 phân này. Tổng chiều cao chỗ này là 10 phân này. Đó. Chiều cao chỗ này là 10 phân nhá các bác. Đó, em đo chỗ này là 10 phân này. Đó. Chiều này là 9 phân này. Đó, chiều này là 9 phân này các bác. Đó. Và bây giờ em sẽ cấp điện test cho nó chạy nha các bác. Đây để em lôi ra đây em test điện này, tại vì cái dây nhà em nó hơi ngắn nhá. Lôi ra đây em test cho các bác này. Ừ, em phải quay đầu này mới test được. Đó, nó chạy rồi đấy các bác.
chạy rất là êm nhá, chạy cực êm luôn nữa các bác. Đó, em test thế thôi. Cánh của nó, các bác nhìn cái cánh của nó cơ, nó vẫn sáng choang rất là đẹp nha, chưa có dấu hiệu gì của han gì bám bụi nhiều đâu nha các bác, chứng tỏ cái quạt này dùng được rất là ít, mới dùng ít này. Thông số của nó đây này, con này 46W này, điện một pha 220V này. Đó. Vòng của nó là 2860 vòng một phút này. Đó. 6,8 mét khối một phút này. Đó, tốc độ quạt đó. Đó là cái thông số của nó nhá, xuất xứ thì từ Đài Loan nha các bác. Đó. Quạt từ Đài Loan đó các bác, rất là xịn nha các bác. 470k cho con này nha các bác, kích thước em đo rồi. 470k. Đó. Và em có khoảng độ 5-6 con nha các bác kia kìa. Đó, kia có 4 con và đây có 2 con này. Em có 5-6 con nhá, các bác tha hồ chốt. Tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác này, một bộ chân máy này. Đó. Em có một bộ duy nhất nhá. Bộ quyền chân máy, cứ nói quen chân máy, bánh xe tăng chỉnh. Nó đến từ cái thương hiệu Kari Master của Hàn Quốc này. Đó, Kari Master này. Đó. Rất là đẹp nha, bộ này thì rất đẹp. Korea này, cái chữ Korea còn chưa cả mờ nha các bác. Đó. 550k cho bộ 4 bánh này. Bây giờ em đo nhanh kích thước cho các bác này. Đó. Bề này của nó 9 phân này. 9 phân nha các bác. Tổng chiều cao của nó này. Tổng chiều cao của nó là 10cm nha các bác. Đó, 10cm này. Đo đến cái bánh này nhá, không tính cái này bị tăng chỉnh lên này. Đó, khi các bác mà muốn kéo đi này, lắp vào rồi kéo đi này. Đó, các bác quay như này là cái bánh này nó chịu tải là đẩy đi được này. Khi bác đẩy đến vị trí mong muốn, các bác xoáy cái này này, nó đẩy xuống này. Thì cái bánh nó nổi lên này, thì tủ hàng, tủ đồ nhà các bác nó đứng im này. Đó. Đó, cái này mà các bác về lắp vào bể cá nhá, rất là hay. Đó. Các bác chơi bể cá, chơi bể thủy sinh nhá, lắp cái này vào. Đó, các bác cần thay nước, đẩy ra cái vị trí cần thay nước đó, sau đó là quay nó xuống này. Quay nó xuống thay nước xong thì lại cho nước vào, lại quay nó lên này, lại đẩy đến vị trí cần thiết sau lại quay xuống, đó. 550k cho bộ này nhá. Bộ này rất là to. Em đo rồi. Em bỏ ra đây. Bây giờ đến chân máy nha các bác. Chân máy rất là nhiều. Đó, hàng xóm nhà em đang sửa nhà đục ầm ầm nha các bác. Đó, các bác thông cảm một chút nhá. Chân máy này em có cái này này, 120k một chân này. 12 phân này. 11cm này. Cao 8cm này. Đáy dưới này thì vuông 12 này. Đó, cái này là vuông 12 nha các bác. 120k một cân. À, một cái rất là đẹp nha các bác. Loại thứ hai em có này. 260k một chiếc này. Nó có hai loại này, một loại nó được sơn cái màu xanh xanh này, vào cái loại này nó vẫn cùng kích cỡ nha các bác. Cùng kích cỡ nhưng mà một cái thì người ta sơn màu này nhìn nó đẹp hơn này, còn cái này người ta bôi cái chất chống han đó các bác. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Nó là một nha các bác. Đó, bây giờ em đang lật một cái, em úp một cái nhá, để em đo nhá. Một cái ngửa và cái úp để em đo nhá. Đo cho nó tiện. Cái này gọi là mặt trên này 12 này. 12, 11 này các bác. Đó. Còn chiều này là quên em đo lại nhé. 22, xin lỗi các bác. 22, 11, 10,5, 10,8, 10,8. Còn chiều này là 23,3. Rộng thì là 12, 12 tròn. Tổng chiều cao của nó là 10 phân nhé các bác. Cao 10 phân. 260k một chân. Đó. Em ghi giá đây 260k cho cái chân này nhé. Bác nào thích lấy màu nào lấy nhá, nhưng mà hết cái xanh xanh đẫm sơn này rồi thì chuyển sang lấy cái bôi kiểu như keo nhá các bác. Đó, tiếp theo chân này này. Đó, 120k một cái này, à một cặp nhá các bác. 120k một cặp. Em đo nhanh kích thước. Bác bảo video nào cũng thấy va mà vẫn thấy nó ở đấy, bởi vì cái này nhà em có nhiều nha các bác, thông cảm cho em một chút. 18 này.
18 này, A8 này. Đó. 5,5 nhá. Cái này nó có nhiều nên em phải bán. Em cứ mang cái cặp cũ này ra em view à. Đó. Cặp này này. Cặp này vẫn là cái cặp cũ em view nhá. Cái còn hàng thì có thể là em sẽ lấy ở trong kho nó sẽ đẹp hơn như thế này nhá các bác. Bởi vì cái này em cứ quăng đi quăng lại. 12 này. 8 này. 6 này. Đó, 6 này. Cũng 120k một cặp như này nhá các bác. Và tiếp theo đến cái chân này. Và cái chân này em cũng nhắc luôn là hai cái này là một nhá. Đây để em lật cho các bác xem này. Đó, nó giống nhau y đúc luôn nhá. Đó. Hai cái này là một, nó là mặt trên mặt dưới đó. Cái này là mặt trên còn cái này là mặt dưới nhá. Thế bây giờ em đo mặt dưới trước này. 21 này. 15 này. Mặt trên này. 24 này. 13 này. Đó, 24 13. Mặt dưới là 21 15. Tổng chiều cao của nó này. 10 cm này các bác. 10 cm và nó sẽ có hai cái trụ này nhá. Thép này dày 1 cm. Mặt bản mặt của nó dày 1 cm, giá 280k một cái, em còn vài ba cái nữa là hết nha các bác. Hết là hết luôn nhá, không bao giờ có nữa. Bởi vì cái lô máy này em săn được 3-4 chục cái thì hôm nay nó còn một vài cái nữa là hết. Tiếp theo em giới thiệu cho các cái bình inox này. Đó. Bình cứu hỏa inox này loại có van này. Đó. Loại có van đồng hồ này. Có đầy đủ đồng hồ nhưng con đồng hồ hoạt động hay không thì em không nắm được nha các bác. Em sẽ bán mù theo kiểu này nha, 390k một cái. Hàng ở trong công ty kiểu như nó hết hạn người ta xả ra đó. Người ta xả ra em về em phải bán cho các bác, em phải xả hết cái bọt ở trong ấy ra, cái bọt nó lọa 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 thành nước rồi nha các bác. Em phải bơm mất mấy ngày mới hết được mấy chục cái bình. Đó, đầy đủ chốt này các bác ơi. Đó. Chốt này để các bác cắm nhá, vẫn còn đầy đủ nhá. Cũng bằng inox luôn nha các bác. Đó, và cái này là cái bình trơn này. Đấy, cái này thì vẫn còn nguyên cả cái tem treo. Đó, quy trình sử dụng hay gì, cách sử dụng bình cái bình chữa cháy này. Bình khí chữa cháy. Đó. Vẫn còn cái tem này treo ở đây. Đó. Con này trơn này. Trơn có nghĩa là bên dưới là nó không có khóa này, các bác nhìn thấy chưa, em có xoay tròn này không nhìn thấy khóa nhá. Con này trơn là 290 này. Tại vì có mấy cái em trơn này em bán hết rồi nhưng mà lần lần ở trong kho nó sót một cái trơn này. Thế còn cái này thì em còn vài cái nữa này, giá 390k. Đó, cái này thế này, có khóa này. Em sẽ giao ngẫu nhiên loại tay khóa này, loại tay này nhá. Có cái nào em giao cái đấy nhá các bác. Lưới inox này các bác. Đó, quên em tí quên. Đó, ngày hôm nay nó lõm đi một nửa bên này rồi. Còn bên này nữa đây nhá các bác, gần hết rồi. 120k một tấm này. Đó, bác nhìn kỹ kích thước giúp em nhá. Đó, và nó sẽ có sau lô cuối cùng này em lọc xong nó sẽ có những cái tấm nó lỗi để em sẽ bán rẻ nhá. Đó, bác nào cần những cái tấm lỗi em sẽ bán rẻ đi, bán lỗ vốn này, những cái tấm lỗi em xếp ở trong này, nó có khoảng độ 5-7 tấm mà. Lỗi theo kiểu là nó bị mất 1-2 nan đó các bác. Đó. Nó bị bay mất 1-2 nan nhá. Và tiếp theo này em giới thiệu đến cho các bác này, còn cái ly hợp từ này em sẽ giới thiệu sau cùng nhá. Cái bàn ly hợp từ này em giới thiệu sau cùng bởi nó liên quan đến điện một chút. Đó, bây giờ em quay cho các bác cái bàn vít me này này. 1.350.000 này. Đó. Quay rất là trơn nhá các bác. Đó. Nó có một cái tay quay này, một bộ full bộ của nó bao gồm một cái tay quay, một cái tay hãm này. Một cái tay hãm. Và bây giờ em đo tổng chiều dài và em đầu tiên trước khi em đo tổng chiều dài và em sẽ đo cái phi trước này. Em đo hành trình cho các bác này. Em đo kẹp phi trước này. Con này nó là phi 20 nha các bác. Vít me phi 20. Thế còn trượt là phi 16, trượt này phi 16. Tổng chiều dài của nó là em không đo tay quay là 71 cm, đo cả tay quay đến cả cái tay cầm là 83 cm. Đó, và hành trình của nó đây,
Hành trình của nó là được 38 cm nhé. Cái này em bán 1,350 triệu này. Đó. 1,350 triệu cho cái bàn này nhé các bác. Tiếp theo này. 100k cho cái chân chân này nhé các bác. Nguyên bản là nó tháo từ cái này ra nhé các bác. Nó tháo từ cái này ra. Đó. Đây còn cái này tháo ra rồi đây em để đây. Bác nào mua cái nào em bán cái đấy nè. Đó. Bây giờ em bán view cái này trước này. Cái này tổng chiều dài của nó này. Các bác vào việc gì thì alo em này. Tổng chiều dài của nó là 24,5 cm, 24,3 thôi, 24,3 cm. Bề ngang này của nó là 6 cm này. Đó, còn cái cạnh trên cùng này nó khoảng độ chắc 1 cm, còn cái chỗ to nhất này nó là hơn 4 cm này. Nhôm này thì nhôm đen nhá, sơn anode màu đen. Chỗ này thì nó dày dày 1,2 này các bác, dày 1,2 nhá. Thế còn dưới này chắc dày 1,5, 1,6 này các bác. Đó, rất là dày nhá các bác. Đó, đây được định vị bằng ốc sẵn đây rồi. Giá 100k cho một cái này. Và cái này thì là 350k. Bây giờ em đo hành trình cho các bác này. Đo hành trình và tổng chiều dài này. Bây giờ em đo tổng chiều dài trước này. Tổng chiều dài của cái này là 23 này. Đó, bản trên này chiều dài là 12,5 này. Độ rộng là cũng 12,5 vuông luôn nha các bác. Đó. Và hành trình của nó này. Hành trình của nó em chỉ đo đến cái vết dầu này nhá là 14 cm. Đó. Nó được 14 cm nha các bác. Đó, nên đo đến cái vết dầu này là 14 cm này, đúng đến cái con ốc hám của nó này. Là 14 cm. Đó. 350k. Nhưng còn cái bàn này thì là 450k. Cái này không phải đo lại nữa. Đó. Bởi vì cái này thì nó tháo cái chân này ra thì nó thành cái này nhá các bác. Đó. Tháo cái chân này ra là nó thành cái này. 450k. Đây nó có cái lỗ để em thấy nó có cái lỗ bi ở đây này. Đó. Bi của Nhật hẳn hoi này các bác này. Nó có một cái vòng bi ở đây. Em chả hiểu để làm gì này. Đó, B6002 này. Nó ra ban. Đó. Bi của Nhật nhá. Đó, nó đóng một cái con vòng bi vào đây, chả hiểu để làm gì, chắc để nó xoay xoay thế này. Đó, xoay đi xoay lại thế này nha các bác. Đó, rất là hay. Con này nó cũng thế nha các bác. Nhưng mà nó mất vòng bi rồi, con này thì bị mất vòng bi. Đó, các bác về có thể đóng lại. Đấy, nó có cái khe này này. Em nghĩ là cái này vừa trượt vừa xoay được nha các bác. Nó các bác thích lắp cho nó xoay được nữa thì là xoay được này. Đó, nguyên bản của nó thế nhá. Con này nguyên bản này 600k này. Đó. 600k cho cái bàn này nhá các bác. Bàn này nó chỉ ngang với giá nhôm thôi, bởi vì cái bàn này nó nặng tầm cỡ độ 7 cân đó các bác. Bao gồm 3 thanh dây và 6 con bọ. Đó. Nó trượt bằng tận 6 con bọ nha các bác. Nhưng mà mỗi tội là hành trình nó hơi ngắn nha các bác. Hành trình nó được khoảng độ 2 cm thôi. Đó. Nó trượt đi trượt lại nha. 2 cm thôi. Đó. Các bác cần một cái bàn tịnh tiến hành trình ngắn. Và độ ổn định, độ chắc chắn cao thì lấy con này nha các bác. Bởi vì nó chạy bằng 3 cái thanh dây, 6 con bọ. Và cái bản nhôm của nó cực dày nha các bác. Tha hồ chịu tải. Em đo bản nhôm cho các bác này. Bản dưới này. Bản dưới là nó dày tận 1/6 nha các bác. Bản dưới dày 1/6. Bản trên này là dày. Cũng dày 1/6 nha các bác. Cũng dày 1/6 nhé. Do cái mép này nó vát đi một ít để người ta bắt thiết bị. Đâm ra nhìn nó có vẻ mỏng hơn một chút. Nhưng mà thực tế ra là cái chỗ này là nó dày bằng nhé. Hành trình là được có 2 phân thôi. Bây giờ em đo bề ngang của cái bàn trên này, mặt trên là 12 này. Tổng chiều dài là 32 này, tổng chiều dài là 32 nhá các bác. Mặt dưới này. Mặt dưới bề ngang là 19 này. 19 nha các bác và của nó cũng là 32. Đó, giá 600k cho cái bàn này em có một cái duy nhất nhé. Đó. Tiếp theo em giới thiệu đến cho các bác này, lô này. Lô sắt, lô inox này. Lô sắt trước này. Đó. 46 phi 27, dài 46 phi 27.
và trục cốt phi 12, trục này này, trục này phi 12 này, giá 70k một quả này nhé các bác. Loại thứ hai này, đó, dài 52 phi 27, trục cốt phi 8, đó là trục cốt này là phi 8 nhé các bác. Đó, 90k cho một quả này. Và cái quả này, quả này 17 x 38 này, giá 80k này. Trục cốt này, trục cốt phi 12 nhé các bác. Đó, phi 12, đó, giá 80k một quả. Đó, ngoài ra em còn hai cái chân màn hình này. Con này em bán 200k nhá, là vì lý do nó bị lỗi một chút đây. Lỗi một chút về sức trợ tí chỗ này em bán 200k. Giá thì em dán 250k, còn con này là 120 này. Đó, do thời lượng có hạn, bác nào cần thì em view kỹ hơn nhé. Nhưng còn cái chân máy này em rất là nhiều nhá. 140k một chân, đó, em giới thiệu qua thế thôi. Và hai cái con này này. Hôm nay bác nào mua cả cặp này em bán cho các bác 500 này, cả cặp này, bán nhanh cho rộng nhà này, đó. Em cho các bác xem hành trình thôi nhá. Đó, nó là con xi lanh đấy, để các bác chế bàn ép được đều được nhá. Đó. Đó, nó hành trình của nó được khoảng độ, để em đo này. Hành trình của nó được khoảng độ mấy phân? Hành trình của nó được khoảng độ 3 phân rưỡi, 4 phân nhá. Và các bác có thể nới thêm đây ra một chút, nó được khoảng độ thêm 1-2 phân nữa này. Đó. Đó. Xi lanh này thì nó được, để em kẹp cho các bác nhé. Kẹp cho các bác phi 16 này. Xi lanh này là trục cốt phi 16 này. Và hai cái ti trượt là trục cốt phi 20 nhé. Hai cái trượt hai đầu đó. Đó, bác nào chốt nhanh này, cả bộ này là giá 500 này, em bán nhanh. Đó, cho nó bay này, 500.000 đấy nhá các bác. Đấy, giá rất là rẻ. Bộ này nặng mười mấy cân đó các bác, rất là nặng nhá. Hai cái này nặng mười mấy cân đấy, em bán 500k thôi. Em không view nữa, bán nhanh 500k hai cái này. Đó. Và cuối cùng em giới thiệu đến cho các bác cái bàn nâng hơi này. Đó. Trước khi em test thì em sẽ đo thông số kỹ thuật của nó cho các bác xem nhé. Đó, tổng chiều cao khi nó chạy hết hành trình này là 29cm. Và khi nó tụt xuống này, khi nó thấp nhất này, nó ở cái thể trạng thấp nhất này, thì nó là 23cm nhé. Hành trình của nó được gần 7 phân đó, 7 phân nữa. Đó, và mặt trên này của nó này, mặt trên của nó là 33 này. 33 và 23,5 này. Mặt dưới này rất là rộng nhá các bác. 45 này. Và 28 này. 45 và 28. Đây em cho các bác xem này. Nó được chạy bằng một cái con xi lanh của SMC nhá, nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc. Đó. Và nó có một cái bộ khung nâng này, khung nâng bằng đó, hình thức nó như này nhé các bác. Đó, các bác có thể về chế làm cái việc gì thì chế này. Đó, em cho các bác xem kỹ một chút này. Đó. Và bây giờ em sẽ test cho các bác xem một chút nhé. Em ngồi lên em test cho các bác này. Đó, em để đây em test này. Con này có một cái video em test rồi nhá, nó nâng tầm cỡ độ một tạ là vẫn tầm cỡ đôi tạ là nâng được nhé các bác. Em cắm nhầm đầu. Đó. Đó. Em hơn 50 cân nó lên ngon lành nhá. Đó, nếu mà con này em có một cái video em test nó nâng hai tạ vô tư nha các bác. Đó. Đó, em nhả ra này, em cắm lại này. Vì do cái dây nó hơi ngắn nha các bác. Đó. Đó. Rất là ngon. Nâng, bảo lãnh cho các bác nâng được hai tạ nhá. Nếu mà nhà các bác hơi nó tốt đấy. Nâng hai tạ vô tư. Bởi vì cái khung của nó rất là chắc chắn nha các bác. Đó.
Cái này các bác chế bàn ép cực kỳ ngon này. Đó. Giá em sẽ bán cho các bác giá là 1 triệu 200 nghìn một cái bàn này nhá. 1 triệu 200 nghìn một cái bàn nâng hơi này. Đó. Nó nặng mười mấy cân nữa các bác. Và cái sản phẩm cuối cùng hôm nay em muốn giới thiệu đến cho các bác đó là cái bàn từ, bàn ly hợp từ. Trước khi em test thì em sẽ quay qua cụ thể một chút nó và cái nguyên lý hoạt động của nó nhé. Đó. Nó đến từ cái thương hiệu Maxell này. Đó. Nó một cái bàn ly hợp từ nhá các bác. Đó. Nguyên lý hoạt động của con này thì là em giới thiệu cho các bác này. Nó có một cái con motor chạy điện DC 24V ở đây. Đó, khi nó tải lên cái buli này thì nó làm, khi nó cái buli động cơ con motor đấy nó làm việc thì nó quay cái này nha các bác. Và khi cái bộ hai bộ ly hợp từ này nó chưa hoạt động thì cái trục này nó chưa quay, hai trục này chưa quay. Và khi các bác cho cấp điện vào hai cái bộ ly hợp từ này nó hoạt động thì là nó tải sang cái trục này. Đó, nguyên lý hoạt động của nó như thế nhá. Bây giờ em sẽ test cho các bác này. Đó, bây giờ em cấp điện cho các bác nhá. Em sẽ để xa xa một chút cho các bác nhòm nhá. Em sẽ để như này cho các bác nhòm, nó dễ nhòm này. Bây giờ em cấp điện cho motor nó quay đã này. Đó. Bây giờ em sẽ cấp điện cho motor quay đã nhá. Đó, bây giờ hiện tại motor đang quay. Và bây giờ em sẽ cấp điện cho ly hợp từ này các bác này. Đó. Đó, các bác thấy chưa? Nó sẽ tải sang cái này nhá. Đó. Nó sẽ tải sang cái này và cái này nó sẽ quay nhá. Và khi các bác cần đổi chiều thì cần đổi chiều nguồn con động cơ thôi. Đây em đổi chiều cho động cơ cho nó quay ngược này. Đó, các bác thấy chưa, nó lại quay ngược trở lại này. Em kẹp lại cho nó chắc này. Đó. Đó là nguyên lý hoạt động của nó nhá. Bây giờ em ngắt điện nhé các bác. Đó, và bây giờ nó có thể chạy độc lập từng cái một này các bác này. Bằng cách là các bác cấp điện độc lập cho từng con nhá. Đây em sẽ cấp điện độc lập từng con này. Đó, một con bên này chạy nhá các bác. Và bây giờ em sẽ cấp điện cho con bên kia này. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Đó, nó rất là hay nhá các bác. Đó. Và bây giờ em sẽ cho nó dừng hoạt động này. Đó. Và bộ này em bán với giá 800k nha các bác. 800k. 800k cho bộ này. Nó nặng khoảng độ 7 cân đó các bác. Đây một con motor này cho các bác xem này. Nó đến từ cái thương hiệu Maxon Motor này. Nó Maxon Motor, không biết là cái thương hiệu này có phải là đến từ Mỹ không. Bây giờ em không tháo ra em không biết được. Đó. Con motor này nó có cả hộp số nha các bác, nó chạy rất là chậm. Đó, và bây giờ em sẽ view cái này nha các bác. Con này khi các bác về dùng vào việc nhá, nếu mà để nguyên này để dùng này. Đó. Cái này ít người biết này, nó có một cái chốt inox ở đây rút ra này và tháo ra. Đó, cái này nó tháo rất là đơn giản này, khi các bác lắp vào cũng thế rất là đơn giản. Chỉ cần đúng rãnh của nó thôi. Chỉ cần đúng rãnh của nó thôi là nó vào nhé các bác. Đó các bác vào rồi. Và cắm cái con này vào. Nó cắm con này vào xoáy lại. Thế là xong. Bên này cũng thế nha các bác. Bên này cũng thế này. Rất là đơn giản. Đó, họ thiết kế là để rút ra như này nhé. Để lấy cái này ra nhé các bác. Đó, khi lắp lại cũng thế nhé, rất là dễ. Bởi vì nó dễ thì người ta mới thao tác được, người ta để quấn cái gì đó. Đó, các bác về để thiết kế để quấn cái gì thì quấn nhé. Lại xoáy lại này. Đó, rất là hay.
Và bên hai bên sườn của nó là nó có hai con quả lô inox nhỏ nhỏ như này nhá các bác. Đó. Rất là hay, nó có hai quả lô inox nhỏ nhỏ này. Bên này cũng thế này. Đó. Và bây giờ em đo kích thước tổng chiều dài, tổng chiều rộng của nó nhá. Dài dài hết cỡ từ đầu nọ đến đầu kia nhá các bác. Đó, em đo thế này này. Đó. Nó sẽ dài ra mãi ngoài này. Là 41 cm này các bác. Bề ngang của nó này. Bề ngang của nó chỗ to nhất nhá, em đo đến tận hai con bully inox nhá là khoảng độ 25 cm này. Thế còn cái mặt nhôm này. Cái mặt nhôm này thì là 28 này. Và 20,5 này, đó. Bộ này em bán nguyên bộ là 800k nha các bác. Và các bác nếu mà bác nào có nhu cầu mua độc độc hai cái con ly hợp từ này không thì em cũng đều bán cho các bác nhé, và các bác liên hệ để đàm phán với em về giá hai con ly hợp từ này nhé. Đó, bởi vì em cũng chưa định được giá nhé, vì nó liên quan đến cả motor này, rồi thì có thể các bác có lấy cái trục này hay không này, đó, có lấy cả cái trục quay này hay không này, đó, đó. Đấy là cái sản phẩm cuối cùng em giới thiệu đến cho các bác nhé. Nói em xin nhắc lại 800k cho một cái bàn này. Đây em ghi giá ở đây rồi. Đâu rồi nhỉ? Đây rồi, 800k này. Và em có thể bán rời nhé. Bán rời cái ly hợp từ này. Đó, cái ly hợp từ này nó có chữ đây này các bác này. Em cũng không rành lắm, nó có chữ ở đây này. Đó, bác có thể check này. Đấy, 24V này. Nó chạy điện 24V nhé các bác. Đó, và em bán rời hai cái bộ ly hợp từ này, cả motor này, cả ly hợp từ em đều bán rời nhé. Đó, nếu mà bác nào mua motor và ly hợp từ này là em bán rời luôn này. Coi như là em giữ lại cái khung nhôm cũng được nha các bác. Đó, đó là cái sản phẩm cuối cùng em giới thiệu đến cho các bác này. Và khi các bác mua hàng thì liên hệ với em qua hai cái xá số Zalo em để trên đây nhé các bác. Và video của em hôm nay đây là hết rồi thì em hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Thân ái chào tạm biệt các bác.